chịu chưa? Kỳ trời. Ô, tại vì mình là hát được mà không nói gì, nhưng mà chưa bao giờ tôi hát bây giờ. Nhưng cố gắng cho bác. Nói tôi đang buồn. Nói không, tôi đang với mẹ hai nước để chuẩn bị để mà họ làm. Không, tại vì cái này là mình, quý vị thấy mà mình là cái lương quá tuyệt vời, không hát không ba luôn. Thì nếu mà Nhung hát được cũng có nhiều cho Nhung đúng không? Rồi, Nhung ơi. Vâng à, con đứng đây đi mẹ. Xong rồi cũng xuống lương ba nha. Cố lên mẹ.